Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ Bảy, ngày 5 tháng 11 năm 2022, chương trình gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhân kỷ niệm 105 năm cách mạng tháng 10 Nga, 7 tháng 11 năm 1917, 7 tháng 11 năm 2022, chiều nay, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Diệt đến trao quy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Trung Trực đang sinh hoạt tại chi bộ ấp Tân Long B, Đảng bộ xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi. Đồng chí Nguyễn Trung Trực sinh năm 1928, tham gia cách mạng từ năm 1947, vào Đảng tháng 11 năm 1949. Đồng chí từng tham gia trong lĩnh vực quân y từ kháng chiến chống Pháp đến chống Mỹ, từng tình nguyện sang chiến trường nước bạn Lào, được Đảng nhà nước tặng thưởng nhiều quân huy chương kháng chiến cao quý. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Diệt bày tỏ sự trân trọng với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Trung Trực đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định được nhận quy hiệu Đảng không chỉ là vinh dự của cá nhân đồng chí Nguyễn Trung Trực mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ nơi đồng chí đang sinh hoạt. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn đồng chí Nguyễn Trung Trực sẽ tiếp tục phát huy tinh thần nêu gương, đóng góp công sức trí tuệ vào xây dựng và phát triển quê hương, chúc đồng chí sức khỏe, sống trường thọ, mãi là tấm gương sáng cho con cháu trong gia đình, cho cán bộ đảng viên và quần chúng noi theo. Chiều hôm qua, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện đến trao quy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Ngô Quảng Yên đang sinh hoạt tại chi bộ ấp Quyền Thiện, Đảng bộ xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình. Đồng chí Ngô Quảng Yên, sinh năm 1940 tại xã Thới Bình, được kết nạp Đảng vào ngày 15 tháng 12 năm 1962. Đồng chí là đảng viên hoạt động cách mạng lâu năm, có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp vẻ vang của Đảng, luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, giữ gìn tư cách của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, là tấm gương để các đảng viên trẻ học tập và noi theo. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Văn Hiện bày tỏ sự trân trọng và ghi nhận những công lao đóng góp của đồng chí Ngô Quảng Yên, đồng thời mong muốn đồng chí luôn sống vui sống khỏe, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương của đảng viên, là tấm gương sáng trong giáo dục rèn luyện con cháu. Quà trong không khí cả nước sôi nổi tham gia các phong trào thi đua yêu nước và kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2022. Sáng nay, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Diệt đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2022 tại xã Diên An Đông, huyện Ngọc Hiển. Đây là đơn vị được huyện Ngọc Hiển chọn làm điểm chỉ đạo tổ chức ngày hội. Ngoài các trò chơi dân gian sôi động hấp dẫn, tại ngày hội, các đại biểu người dân đã cùng ôn lại truyền thống 92 năm ra đời và phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Riêng tôi thì người dân của ấp Nhân Miên thì đối với ấp tôi thì bản thân tôi thì lúc nào cũng xã hội hóa cho ấp. Về vấn đề đường xá, lộ làng, đất đen thì chúng tôi ấp cần gì thì chúng tôi cũng xã hội hóa với ấp hết. Đối với ấp Dương Miên thì nhân dịp cái ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thì các cấp trên thì cũng có tặng cái bằng khen là về là xây dựng nông thôn mới năm 2022. Thì đối với chi bộ, ban nhân dân và các ngành đoàn thể thì thời gian tới thì làm sao là cùng với bà con để là tích cực là hưởng ứng. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hiển trao quyết định công nhận danh hiệu ấp văn hóa năm 2022 cho 4 ấp: Nhân Miên, Biện Nhạn, Tắc Biển và Xóm Mới. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho tập thể ấp Nhân Miên có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện, xã tặng giấy khen cho 10 cá nhân, 3 tập thể có thành tích trong cuộc vận động nhân dân thực hiện phong trào địa phương. Tại ngày hội, 36 hộ nghèo của 4 ấp cũng đã nhận được các phần quà. Đề nghị các đồng chí chúng ta phải rà soát lại xem cái tình hình đó, đời sống của hộ dân trên địa bàn. Đó, rồi gắn liền đến nhà ở. Viên An Đông này tôi thấy là lợi thế mình gì,
đường Hồ Chí Minh đi qua, đường về trung tâm xã có rồi đấy, rồi đó là có sông Cửa Lớn, rất là thuận lợi về vấn đề giao thông để kết hợp với cái du lịch, đấy là một điều kiện phát triển rất là lớn đấy. Thì qua cái nói đó để nói thêm cái để bà con nóng thế, để chính điều đó là trong cái chỉ tiêu của mình đó, mình phải gắn liền vô với việc xây dựng nông thôn mới. Thứ nhất là mình phải xác định là ví dụ như năm nay một hecta như thế là thu nhập bình quân bao nhiêu triệu đồng trên hecta, thì năm tới vậy là phấn đấu của mình là bao nhiêu, mà tăng thêm được bao nhiêu là lý do ta làm cái gì để tăng. Thời gian tới, mặt trận và nhân dân của xã tiếp tục quyết tâm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với giảm nghèo bền vững, duy trì giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa, ấp văn hóa, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của cấp trên đề ra. Lễ công nhận xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đã diễn ra vào chiều ngày 4 tháng 11. Đây là một trong hai xã của thành phố Cà Mau và là một trong ba xã của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Sử đã đến dự. Sau khi được công nhận xã nông thôn mới vào năm 2014, xã Lý Văn Lâm đã luôn duy trì và nâng chất các tiêu chí đạt được. Thu nhập bình quân trên đầu người năm 2021 đạt hơn 60 triệu đồng một người một năm, tăng 16 triệu so với năm 2014. Tỷ lệ hộ khá giàu chiếm trên 90%, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2021 giảm còn 0,1%, 6 hộ, hộ cận nghèo 0,43%, 26 hộ. Hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn và hoạt động hiệu quả, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn được giữ vững ổn định. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm cùng đóng góp, giai đoạn 2015-2021, xã được đầu tư xây dựng 14 tuyến đường với tổng chiều dài là 37,5 km, với kinh phí thực hiện 56,8 tỷ đồng và 3 cây cầu 1,2 tỷ đồng. Tại lễ công nhận, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua toàn tỉnh xây dựng nông thôn mới năm 2021 đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Nhân dân xã cũng khen thưởng cho nhiều tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thưa quý khán giả, liên kết hợp tác giữa doanh nghiệp và nông dân nhằm tạo ra một nền sản xuất phát triển ổn định, bền vững và là xu thế tất yếu trong sản xuất nông nghiệp hiện đại. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ đến quý khán giả câu chuyện lập nghiệp gắn với các sản phẩm dựa trên nguồn nguyên liệu là nông sản tại địa phương. Từ sự hợp tác, nhiều nông dân đã có thêm thu nhập, nhiều lao động nhàn rỗi có thêm việc làm, doanh nghiệp đang từng bước phát triển. Trước đây, gia đình ông Trần Minh Tợ ở ấp 6 xã An Xuyên, thành phố Cà Mau, trồng xả tại vườn nhà chủ yếu để hạn chế cỏ dại, không sinh lợi, thì nay đã mang đến nguồn thu ổn định. Với giá bao tiêu khoảng 4.000 đồng một ký, cứ 3 ngày ông cắt một lần được 100 ký, mỗi tháng có thêm 4 triệu đồng. Công ty cổ phần Landvi Food ở ấp 2 xã Tân Lộc, huyện Thới Bình là đơn vị hợp tác thu mua. Tuy về đây mà thu nhập được cho nông dân vậy thì rất phấn khởi, được người dân được làm phát triển lên được tốt đẹp hơn. Trồng được thì nó không lo được cái đầu ra, được đầu ra được thì mình cũng rất mừng. Cái mục tiêu của mình là tạo ra nhiều cái chuỗi mà cung ứng cho công ty, để mà mình tạo cái nguồn thu nhập cho cái người nông dân. Thứ hai nữa là mình tạo cái thu nhập cho cái chính cái lao động tại địa phương của mình. Nhưng mà mình muốn là đẩy mạnh cái hàng nông sản ở tại địa phương. Công ty cổ phần Landvi Food mới hoạt động gần một năm nay từ ước mơ khởi nghiệp của người thanh niên 24 tuổi Nguyễn Hoàng Đảo. Ngoài mang nguồn thu cho bà con nông dân bán nông sản, công ty còn tạo việc làm cho lao động tại địa bàn. Công ty hiện có 15 lao động, thu nhập từ 5 đến 8 triệu đồng một tháng. Riêng nhân công làm việc thời vụ được trả 16.000 đồng trên một giờ làm việc. Chắc lớn tuổi rồi đó, cũng 60 mấy rồi. Nhưng mà khả năng thì còn làm được thì mình cứ việc làm. Đi làm. Hàng tháng thì cũng được 3 triệu mấy. 3 triệu mấy hả? Với 3 triệu mấy thì mình là thường làm những công việc gì tại xưởng? Thì lựa sắt
khác, hoặc là tắt đường mình đi rửa sạch cho mấy đứa mà còn sức thì nó ép. Chị em đồ ở xóm đồ có công ăn việc làm, cũng có thêm được thu nhập lo cho gia đình á. Dễ, mấy phiên nguyên liệu ở đây là gần gũi lắm, nhưng mình dễ làm. Này là cái khâu này là lúc nào cũng là an toàn thực phẩm là trên hết á. Lúc nào cũng vệ sinh sạch sẽ, trước khi mà đưa nguyên liệu vô sơ chế là phải đảm bảo vệ sinh hết. Hiện nay mỗi tháng công ty xuất bán khoảng 2.000 thùng sản phẩm các loại. Sau hơn một năm khởi nghiệp, sản phẩm của Landview Food được phân phối các tỉnh phía Nam và xuất sang Campuchia. Từ đó đem về lợi nhuận từ 50 đến 100 triệu đồng một tháng. Tiêu thụ mạnh nhất là sản phẩm sa tế và tương ớt, được sản xuất từ nguồn nguyên liệu như sả ớt trồng ngay tại địa phương. Nhất là chắc chắn một điều công ty sản xuất nào phải đảm bảo về chất lượng. Đó. Thứ hai là mình dịch vụ, mình chăm sóc khách hàng. Thứ ba là mình muốn luôn luôn mình xây dựng cái thương hiệu, mình thay đổi cái mẫu mã cho nó bắt mắt và đẹp để mình thích ứng với thị trường hiện đại mới. Những cây chanh không hạt trồng được hơn 2 tháng bắt đầu ra trái. Đây là vùng nguyên liệu mới được công ty hợp tác với người nông dân tại xã Khánh An, huyện U Minh. Trên 4 công đất với 300 cây giống, dự kiến đầu năm sau sẽ cung cấp khoảng 300 đến 500 kg mỗi ngày cho công ty. Giá thu mua dự kiến 20.000 đồng mỗi kg. Dựa trên nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, liên kết với nông dân tiêu thụ sản phẩm đang là hướng đi của một thanh niên muốn mang nông sản địa phương đến những thị trường rộng lớn hơn. Gạo thơm TBR39 của công ty giống cây trồng Thái Bình đã giành giải nhất cuộc thi gạo ngon Việt Nam năm 2022. Các tiêu chí để xác định gạo ngon là phải có độ đồng đều. Sau khi nấu phải có độ trắng, dẻo, ngọt, mùi thơm và giữ nguyên hạt. Cuộc thi quy tụ 12 sản phẩm gạo của 6 doanh nghiệp tham gia. Sản phẩm gạo dự thi năm nay gồm 2 chủng loại là gạo thơm và gạo nếp. Điều bất ngờ là gạo ST25 không nằm trong top 3 của cuộc thi. Đứng thứ 2 và thứ 3 trong cuộc thi năm nay lần lượt là gạo ST24 và gạo Lộc Trời 28. Ở lĩnh vực gạo nếp, nếp A Sào được giải nhất. Đây cũng là 3 loại gạo sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi gạo ngon thế giới, được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị gạo thế giới lần thứ 21 tại Thái Lan vào cuối năm nay. Ngày 4 tháng 11 trên địa bàn huyện Ngọc Hiển vừa xảy ra một vụ chìm ghe làm một người tử vong. Chiều hôm qua, huyện đoàn đã thành lập đoàn đến thăm hỏi động viên gia đình thuyền viên tử vong. Theo Ủy ban Nhân dân xã Tam Giang Tây, chiếc ghe bị chìm mang số hiệu CM08820TS do ông Lâm Văn Chiến, ngụ ấp Chợ Thủ B làm chủ. Trong mấy ngày đánh bắt trên biển do thời tiết mưa nhiều, các thuyền viên đều thấm mệt nên rạng sáng ngày 4 tháng 11 quyết định neo đậu. Trong quá trình neo đậu, dây neo bị đứt trôi khoảng 6 hải lý, sau đó bị chìm. Lúc chìm trên ghe có 5 thuyền viên, trong đó 4 thuyền viên nhảy khỏi ghe bám được vào hàng đáy, còn một thuyền viên vì không hay nên đã tử vong. Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương và đồn biên phòng Trạch Gốc đã ra ứng cứu, đưa 4 thuyền viên vào bờ an toàn. Hiện sức khỏe của 4 thuyền viên đều ổn định. Huyện Ngọc Hiển đã thăm hỏi động viên, chia sẻ mất mát với thân nhân gia đình nạn nhân, đồng thời hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng để các gia đình khắc phục một phần khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Sáng nay, Ban Liên lạc Đồng Hương Bạc Liêu Cà Mau tại thành phố Hồ Chí Minh kết hợp bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Lê Văn Thịnh thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại bệnh viện đa khoa huyện Trần Văn Thời. Theo đó, 500 người dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện Lê Văn Thịnh thành phố Hồ Chí Minh tư vấn chăm sóc sức khỏe, khám các bệnh về huyết áp, tim mạch, xương khớp, bệnh ngoài da và cấp thuốc miễn phí. Nhân dịp này, Ban Liên lạc Đồng Hương Bạc Liêu Cà Mau tại thành phố Hồ Chí Minh vận động Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, tu viện Khánh An quận 12, bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện Lê Văn Thịnh trao tặng 500 suất quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Trần Văn Thời. Ghi nhận những đóng góp trên, đã có một tập thể, 3 cá nhân của bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện Lê Văn Thịnh đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau tặng bằng khen.
Sáng nay, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Đất Mũi phát động trong toàn thể nhân viên tham gia chương trình chạy bộ Tết ấm cho người nghèo năm 2022. BIDV chi nhánh Đất Mũi đặt mục tiêu hoàn thành 10.000 km, đóng góp vào quỹ 20 triệu đồng, mang mùa xuân sung túc hơn đến với những hoàn cảnh khó khăn. BIDV Run Tết ấm cho người nghèo là giải chạy thiện nguyện thường niên được tổ chức từ năm 2019 đến nay, là hoạt động thiện nguyện để đội ngũ BIDV, khách hàng và công chúng chung tay đóng góp ủng hộ quà Tết cho người nghèo mỗi dịp Tết đến xuân về. Giải chạy được tổ chức online sử dụng ứng dụng thể thao BIDV Run hoặc website https://run.bidv.com.vn trên nền tảng ứng dụng Tabra. Tất cả các vận động viên đều có thể đăng ký tham gia theo tư cách cá nhân hoặc theo đội nhóm và được tự do thực hiện hoạt động đi bộ, chạy ngoài trời vào thời gian và địa điểm tùy ý. Toàn bộ thành tích hoạt động của các vận động viên sẽ được BIDV quy đổi thành tiền để tặng quà cho người nghèo nhân dịp Xuân Quý Mão 2023. Với mỗi km hoạt động, mọi người có thể đóng góp từ 1.000 đến 3.000 đồng vào quỹ chương trình Tết cho người nghèo. Đây không chỉ là hoạt động rèn luyện thể dục thể thao, tạo thói quen tốt, chăm sóc sức khỏe bản thân, mà còn trao đi tình yêu thương và đóng góp những món quà Tết để hàng ngàn gia đình khó khăn có cái Tết ấm no. Đồng thời, có nhiều giải thưởng hấp dẫn dành cho các đội cá nhân đạt thứ hạng cao theo thể lệ của chương trình. BIDV chi nhánh Đất Mũi đặt mục tiêu góp 20 triệu, tương ứng khoảng 10.000 km vào hoạt động ý nghĩa này. Trước đó, cũng trong năm nay, đơn vị hưởng ứng chương trình đi chạy bộ cho cuộc sống xanh hoàn thành hơn 4.700 km, đóng góp 20,7 triệu vào quỹ toàn hệ thống BIDV. Tỉnh Cà Mau đã ban hành kế hoạch bố trí gần 60 tỷ đồng để thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2022 là tổ chức thực hiện và giải ngân 100% kế hoạch vốn ngân sách nhà nước đã bố trí cho chương trình. Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các địa phương vùng dân tộc thiểu số tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung nhiệm vụ, hoàn thành 100% chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra đối với các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc chương trình được giao quản lý, phù hợp với quy mô nguồn vốn được giao trong năm. Đẩy mạnh công tác giảm nghèo, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc trong đồng bào dân tộc thiểu số, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh từ 2% trở lên. Đối với các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn là từ 3% trở lên. Đồng thời, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước và quy động thêm các nguồn lực khác để tập trung đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn từ năm 2022-2025, chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững có rất nhiều sự thay đổi từ thiết kế mục tiêu đến nội dung dự án, tập trung vào con người, nâng cao năng lực cho hộ nghèo. Theo đó, phương thức hỗ trợ người nghèo cũng thay đổi từ hộ riêng lẻ chuyển sang hướng tập trung đầu tư vào các mô hình tổ chức sản xuất, phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, nhu cầu của hộ nghèo thông qua việc xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình dự án giảm nghèo, hỗ trợ sinh kế bền vững. Tại Cà Mau, căn cứ vào điều kiện thực tế cùng nhu cầu của người nghèo mà các địa phương đã có những cách làm sáng tạo trong công tác giảm nghèo bền vững. Giai đoạn 2022-2025, huyện Trần Văn Thời có 1.396 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ hơn 2,9%, 661 hộ cận nghèo, hơn 1,3%. Để thực hiện đạt mục tiêu giảm 0,5% hộ nghèo và 0,3% hộ cận nghèo trong năm nay, huyện đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Theo đó, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và hội đoàn thể đăng ký giúp đỡ cho 163 hộ nghèo, 141 hộ cận nghèo và đảm nhận giúp 104 hộ mới thoát nghèo tập trung vào các chính sách, giải pháp căn cơ, theo hướng đa dạng sinh kế, mô hình phát triển kinh tế, giúp hộ nghèo nhanh chóng thoát nghèo bền vững. Như nhà cũng có được công ruộng, làm ruộng, chồng thì ổng vẫn đi làm thuê. Có trồng rau, trồng cải đồ này kia do sinh hoạt và cuộc sống đồ cũng đỡ. Còn trẻ còn mần còn bươn chải được nên xin thoát nghèo. Đối xã cũng xây dựng kế hoạch rồi phân giao cho các cái
ngành đoàn thể, mặt trận và các đoàn thể, các đơn vị trường học để nhận cái giúp đỡ cho 10 hộ nghèo, về như là về nhà ở, con giống, hỗ trợ về cái khoa học kỹ thuật, vân vân. Năm 2010 thì tỷ lệ cái hộ nghèo của đơn vị Tân Đông khá là cao, hộ nghèo là 453 hộ, 12,13%. Tuy nhiên đến năm 2022 thì tỷ lệ hộ nghèo hiện nay đã giảm dần xuống còn 39 hộ nghèo, tương đương với 0,96%. Cho mượn vốn từ cái đề án giảm nghèo đó thì mình hướng cho người ta một cái mô hình để làm ăn, giám sát và hướng dẫn họ cái quy trình, họ sẽ làm ăn có hiệu quả hơn. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2016-2020, các địa phương đã thực hiện nhiều dự án mô hình giảm nghèo khác nhau. Kết quả đạt được sau khi triển khai các mô hình giảm nghèo là tạo cơ cấu kinh tế trong việc chuyển đổi cây trồng vật nuôi, tận dụng được nguồn lao động nhàn rỗi dư thừa vào sản xuất, góp phần bảo đảm việc bố trí, sắp xếp lại cơ cấu lao động trong khu vực nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, việc triển khai nhiều mô hình giảm nghèo đã tạo ra sản phẩm và thu nhập, giúp các hộ dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo và là động lực cho nhiều hộ nghèo khác. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.